Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ. Hy vọng quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngoài biệt thự 20 tỷ, Hương Tràm còn sở hữu những tài sản gì sau 7 năm hoạt động showbiz? Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng không ai có thể phủ nhận được thành công và độ giàu có của Hương Tràm. Hương Tràm được khán giả biết đến sau khi giành giải ngôi quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên. Chính thành công này đã là bước đệm để giọng hát gốc Nghệ An bước chân vào showbiz, trở thành một trong những ca sĩ đình đám của giới trẻ với hàng loạt những bài hit Ngốc, Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ. Tuy nhiên, hiện tại Hương Tràm đang tạm ngừng sự nghiệp ca hát tại Việt Nam để sang Mỹ du học. Trước khi quyết định tạm thời rút lui khỏi làng giải trí, sự nghiệp thăng hoa trong nhiều năm đã giúp cho Hương Tràm có khối tài sản đồ sộ khiến nhiều người mơ ước. Nữ ca sĩ từng tâm sự, việc tôi tự mua nhà, mua xe cho mình vì muốn mọi người thay đổi cách nghĩ, chỉ có đàn ông mới làm được những việc này. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi cảm thấy tự tin khi tự lập về tài chính, tự sắm sửa những thứ mình thích bằng chính đồng tiền mình làm ra thay vì dựa dẫm với bất cứ ai. Hương Tràm tự tin phát ngôn như vậy ở một phần bởi ở tuổi 23, sau 6 năm bước vào showbiz, cô đã tự xây dựng căn biệt thự 4 tầng cực sang ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhiều nguồn tin, cơ ngơi của nữ ca sĩ có giá trị lên đến 20 tỷ đồng, riêng chi phí nội thất đã đến 4 tỷ. Cuối cùng thì cũng có một nơi khang trang để đón bố mẹ vào. Bố mẹ ơi, con làm được rồi, nhà của Tràm ơi, nữ ca sĩ xúc động viết trên trang cá nhân. Vào năm 20 tuổi, Hương Tràm đã mua một căn nhà trị giá 3 tỷ đồng ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ không quá rộng, khoảng 100m2 nhưng rất thoáng nhờ vào cách bài trí gọn gàng hợp lý. Hương Tràm sử dụng gam trắng đen để trang trí cho từng phần của căn hộ. Phòng khách có ban công để phóng tầm nhìn ra xa và đón gió trời. Ngoài bất động sản, Hương Tràm còn sở hữu nhiều siêu xe tiền tỷ khi chỉ mới 18 tuổi, tức là chỉ sau một thời gian ngắn đăng quang quán quân The Voice mùa đầu tiên, Hương Tràm đã mua một chiếc ô tô trị giá 1 tỷ đồng để phục vụ cho việc chạy show. Đầu năm 2017, nữ ca sĩ tậu cho mình một chiếc Mercedes màu trắng. Được biết, xế hộp mới của Hương Tràm có giá trị 2 tỷ đồng. Còn nhớ thời điểm sau khi chiến thắng giọng hát Việt năm 2012, Hương Tràm từng vướng ồn ào liên quan đến việc hét cát xê 30 triệu đồng từ 2 đến 3 bài hát. Tính đến thời điểm hiện tại, khi đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường giải trí, mức cát xê của Hương Tràm chắc chắn không phải dạng vừa, nhất là sau khi thành công của hit Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ. Cũng như nhiều mỹ nhân khác trong showbiz Việt, Hương Tràm sở hữu khá nhiều đồ hiệu sang chảnh. Cô có sở thích sưu tập kính và nước hoa. Nhiều sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều có mặt trong bộ sưu tập của Hương Tràm. Ngoài ra, Hương Tràm cũng mua sắm khá nhiều túi xách, giày dép đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới mỗi ngày.